thật là vui mừng được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Thần tài mách nước, tuổi Giáp Thìn 1964, từ 61 đến 100 tuổi, tránh 3 điều này, vượt qua tử nạn, chuyển vận gặp may, tiền tỷ cầm tay, đổi đời thành tỷ phú. Giáp Thìn số mạng may thay, tuổi cùng với mạng hợp hòa thuận sinh, thu đông sinh ra khổ hèn. Xuân hạ sinh đặng như đèn sáng trưng, trai thì vui vẻ đào hoa, tính thì hiền hậu không hay gian tà. Thuận sinh sung sướng biết bao, lỗi sinh cực nhọc gian lao lắm lần, ví như cờ bạc đánh thua, về nhà lo lắng như cua gãy càng, số phải tu niệm ăn chay, sống lâu hưởng phúc lộc trời ban cho. Vâng, thưa cô bác, tuổi Giáp Thìn 1964 thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ về cuộc đời của tuổi Giáp Thìn trong giai đoạn từ nay tới cuối đời, mà chưa ai từng tiết lộ. Có lẽ nhiều cô bác ở đây đều muốn nắm bắt vận trình tương lai của mình trong những năm tới để đón lộc tránh họa, phải không nào? Thế nhưng thời thế luôn thay đổi, chẳng ai có thể nói trước được điều gì, duy nhất chỉ có tuổi Giáp Thìn có cú lội ngược dòng ngoạn mục, làm chấn động giới tử vi. Theo đó, con giáp này được dự báo sẽ chút sạch vận đen, có một giai đoạn thịnh phát, lấy lại những gì đã mất, sau khi phải trải qua không ít nỗi cay đắng tủi nhục không ngóc đầu lên nổi. Vì vậy bạn hãy kiên trì cố gắng, đừng bỏ cuộc giữa chừng, để nắm bắt vận may hiếm có thời điểm này, khi đó bạn sẽ được sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, không ai có thể sánh bằng. Vậy, vận mệnh tài lộc, sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe của tuổi Giáp Thìn trong từ nay tới 100 tuổi sẽ biến động ra sao? Bạn hãy để lại ngày tháng năm sinh, giờ sinh trong phần bình luận ở dưới video này, để ban biên tập chương trình giải đáp trong thời gian sớm nhất và chuẩn xác nhất nhé. Ngay sau đây hãy cùng Minh Đường Tử Vi chiêm nghiệm phần luận giải chi tiết. Thưa quý cô bác tuổi Giáp Thìn thân mến, thời gian trôi thật nhanh, từ những cô bé cậu bé còn đang vui chơi với bạn bè, thoát cái chúng ta đã trở thành cha mẹ của những đứa nhỏ. Và giờ đây là các cháu rồi, mái tóc bắt đầu điểm bạc, cứ thế mà bước vào tuổi trung niên, tạm biệt những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết. Sau những thăng trầm cuộc đời, nhiều cô bác tuổi Giáp Thìn bước vào tuổi trung niên với những ký ức của tháng năm. Dù tiếc nuối thế nào, tuổi trẻ của chúng ta đều đã đi qua mà không quay trở lại. Thế nhưng đừng vì những gì tốt đẹp đã trôi qua mà hối tiếc, vẫn còn nhiều điều đáng mong đợi đang ở phía trước đợi chúng ta. Chặng đường đời hơn 60 năm qua đi, tâm trí của chúng ta rộng mở, những góc cạnh của mỗi người sưu tầm, không còn nước mắt ngừng chảy, nỗi đau càng dâng lên sau những mất mát và biến cố. Ý chí của Giáp Thìn được tôi luyện thêm phần rắn giỏi, nỗi đau cũng nếm trải không ít. Cuộc sống của cô bác tuổi Giáp Thìn hiện có đang gặp vấn đề gì không? Có đang lo lắng điều gì? Cô bác hãy chia sẻ ở phần bình luận phía dưới để vơi bớt về nỗi buồn trong lòng mình nhé. Cuộc hành trình của Giáp Thìn đến tuổi Xế Chiều, nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu thôi. Xét về quá khứ, đã bao lần khởi đầu, đã bao lần thất bại, đã bao lần thành công rồi, bao lần không giữ được thành quả, đã bao lần Giáp Thìn chỉ giản đơn là thiếu một chút may mắn, thiếu một chút hanh thông là có thể xoay chuyển đất trời. Theo mong mỏi cuộc hành trình trung vận 10 năm qua đầy sinh động của Giáp Thìn, và giờ đây ở cái đoạn hậu vận này cũng là thời điểm mở ra một đoạn mới của bản thân mình. Nên năm 2023-2024 không chỉ đơn giản là năm của sự kết thúc hay khởi đầu, nó là năm của sự chuyển giao của việc bước sang trang mới. Là thời điểm của tiếng chuông ngân nga hậu vận đang vang lên cho Giáp Thìn, đổi sang khung cảnh mới trong cuộc đời mình. Trong quá khứ, không thể nói là Giáp Thìn không có thành quả, họ có chắc chắn, có chỉ là nếu một người có 10 phần tiềm năng cùng 10 phần nỗ lực thì nên có được 10 phần thành quả, còn với Giáp Thìn 10 phần khả năng của họ cùng 20 phần nỗ lực vào thân mới đổi được 4 phần thành quả vào người. Cũng gọi là có chút quả ngọt nhưng chưa được nhiều, cũng chưa được thỏa, là vì vận may hay là vì nhân tâm, nhân tính hay giản đơn là tiền vận của Giáp Thìn quy định rằng họ không được hưởng đoạn này là đoạn họ xây móng, đoạn này là đoạn họ xây nền,
để làm cái gốc cho toàn bộ giai đoạn hậu vận của họ phía sau này. Thử tưởng tượng một cái nền nhà mất 10 năm để xây ắt đủ mạnh, đủ cứng để Giáp Thìn có thể dựng lên những lâu đài nguy nga trong mong mỏi của bản thân mình. Trải nghiệm của Giáp Thìn là vô cùng phong phú, là đoạn thăng trầm lên voi xuống chó, may mắn có, đen đủi có, xui xẻo có, chán nản có, an toàn có, liều lĩnh có, hăng say có, mệt mỏi có, lạc quan bi quan đầy đủ. Nó là cái đoạn mà chiều chiều dòng cảm xúc và xoay rèn tâm luyện tính cho Giáp Thìn hình thành nhân cách, tư duy, khai mở trí tuệ, trình độ và biến Giáp Thìn trở thành một con người nội, tâm tình cảm, tuy tự lập và nhiều tự trọng cũng thức tỉnh trọn vẹn, cái mong muốn thành công cùng những mầm tài năng tương ứng. Để có thể tận dụng mà xây dựng thành tựu trong Giáp Thìn, trước khi bước vào những ngày tháng đầu tiên trong giai đoạn mới, Giáp Thìn hãy cứ chiêm nghiệm nhé. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn 1964. Theo tử vi phương Đông, nam mạng tuổi Giáp Thìn có cuộc sống tương đối tốt đẹp, những việc muốn làm thì đều có kết quả như ý muốn. Vạn sự tất thành, đại cát đại lợi, những người này được hưởng số vinh hoa, phú quý, ít khi lo nghĩ hay vất vả. Tóm lại Giáp Thìn nam mạng có đường đời vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, những người này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 87 tuổi, nếu sống hiền lương, làm nhiều việc thiện, tích phúc tích đức sẽ được tăng tuổi thọ. Nữ mạng Giáp Thìn có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, mọi sự đều được như ý, công danh tiền bạc sáng lạn, rộng mở ở tiền vận và trung vận, đến hậu vận được thành thơi, hưởng phúc. Theo tử vi tuổi Thìn, những người này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 91 tuổi, những người ăn ở lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích được nhiều phúc đức, sẽ được gia tăng tuổi thọ để vui vầy cùng con cháu. Người tuổi Giáp Thìn thường ngày khá lười biếng, cả ngày chỉ thích xem tivi, nhìn có vẻ nhàn tản, nhưng một khi họ đứng lên thì còn tích cực hơn bất kỳ người bình thường nào và còn mang trong mình hoài bão cao xa. Tử vi chọn đời người tuổi Giáp Thìn có sức hấp dẫn đặc biệt, họ sẽ nổi trội hơn với nghề nghệ thuật, tôn giáo, là người có ý chí và dám phấn đấu vì ước mơ của mình. Nhưng một khi gặp trắc trở, những người sinh năm Giáp Thìn sẽ nhụt chí rất nhanh, bởi vì họ mang trong mình hai tính cách trái chiều, lúc thì sôi sục, lúc lại buông xuôi đến mức cực đoan. Vậy nên, họ không hợp với nghề làm văn phòng, những công việc mô phạm cố định, họ hợp với nghề nghiệp tự do, có thể thoải mái phát huy năng lực của mình. Tất cả những người tuổi Rồng đều có thể tỏa ra nguồn năng lượng dồi dào, họ dường như không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, họ thoát khỏi công việc đi họp, rồi lại quay về với công việc, xong việc lại đi tiếp đón, tiệc rượu, về đến nhà chăm sóc con trẻ, cơm nước, ít lâu lại thấy đi gặp gỡ bạn bè. Về đến nhà vẫn có thể nghe nhạc, nói chuyện với nửa kia, lần tiếp theo vẫn thấy họ bận rộn và căng tràn sức lực như thế. Tử vi chọn đời tuổi Giáp Thìn có vận mệnh rất mạnh mẽ, khi vừa chào đời vận số họ đã tỏa ra ánh hào quang chói mắt, nhưng qua độ tuổi 30, vận thế sẽ có phần chững lại. Đây là lúc người tuổi Giáp Thìn cần học cách tiết kiệm, học cách giữ mình, giữ của cải trong những lúc khó khăn, chỉ cần vượt qua giai đoạn này, cuộc đời bạn lại tiếp tục thuận lợi. Tử vi chọn đời tuổi Giáp Thìn mặt sự nghiệp, luôn suy xét thấu đáo trong mọi việc, nên không phù hợp với những công việc cứng nhắc. Không đòi hỏi đến tư duy, họ nên lựa chọn nghề nghiệp sao cho có thể phát huy hết năng lực và khả năng sáng tạo của bản thân. Người tuổi Giáp Thìn rất hợp với các công việc liên quan đến nghệ thuật hay nghiên cứu, học thuật, đặc biệt nếu theo nghiệp viết lách. Viết lấy một tác phẩm vượt xu hướng thời đại, làm phương hướng phát triển thì sẽ đạt được những thành công vang dội. Một khi chứng minh được năng lực của bản thân trong một lĩnh vực nào đó, những cố gắng của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Tính cách năng động hoạt bát và tố chất hơn người, họ thường đảm nhận vị trí lãnh đạo trong những ngành nghề mà họ tham gia. Về tài lộc chọn đời Giáp Thìn 1964. Tử vi chọn đời tuổi Giáp Thìn, mặt tài lộc, trời sinh thông minh lanh lợi, họ phản ứng nhanh nhạy, có tài quan sát, chính vì thế mà vận thứ tài rất tốt, dễ dàng thu được những khoản lợi nhuận bất ngờ. Tuy nhiên, đối với họ thì tiền bạc chỉ là thứ để con người thuận lợi đạt được mục đích lớn nhất của cuộc đời mà thôi. Tiền tài không phải là thứ quan trọng đối với con giáp này, điều mà họ luôn muốn có được chính là thực hiện được ước mơ, lý tưởng của mình. Nếu có thể biến việc kiếm tiền thành mục tiêu trong cuộc sống, thì người này chắc chắn sẽ trở thành người vô cùng giàu có. Tuy nhiên, với tính cách người tuổi Giáp Thìn, tài lộc đến với họ tuy nhiều nhưng ra đi cũng rất nhanh, thu chi cân bằng, không quá dư giả cũng không thiếu thốn. Hãy tìm những đối tác làm ăn là những con giáp hợp với tuổi của bạn, đối với tuổi Giáp Thìn đó chính là Tý và Thân. Đây là những vị quý nhân đem lại may mắn, tiền tài cho bạn. Về sức khỏe chọn đời tuổi Giáp Thìn 1964. Tử vi chọn đời tuổi Giáp Thìn mặt sức khỏe, ngũ hành thuộc mộc nên dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Trong cuộc sống hàng ngày nên chú ý hơn về vấn đề ăn uống. Hơn nữa,
Tính cách nóng nảy, dễ vì kích động mà quên lãng những mối nguy tiềm tàng xung quanh mình. Khi ra ngoài nên chú ý an toàn, chớ mải quản việc người ngoài mà gặp phiền phức không đáng có. Phật độ mệnh của tuổi Giáp Thìn là Phổ Hiền Bồ Tát. Nếu mang theo người những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng, sẽ được Bồ Tát che chở, bảo vệ, phù hộ độ trì vượt qua những nạn bệnh tật, đau ốm. Về tình cảm gia đạo chọn đời Giáp Thìn 1964. Tử vi chọn đời tuổi Giáp Thìn, mặt tình cảm bình thường, sôi nổi, hoạt bát, nhưng đứng trước tình yêu lại biến thành người bị động, nhưng là người may mắn nên họ vẫn được nhiều người khác giới chú ý. Đặc biệt, sự thông minh hoạt bát, thành thật, nhiệt tình lại sống rất có quy củ, nên người tuổi Giáp Thìn thường gây ấn tượng khá tốt với mọi người người. Tuổi Giáp Thìn đặt hết sự chú ý vào việc hiện thực hóa giấc mơ, nên ít khi quan tâm đến chuyện yêu đương, họ cũng không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Họ ít thể hiện tình cảm với người khác phái, cũng không giỏi nhận ra tình cảm của đối phương. Họ ít khi chủ động yêu ai đó và cũng hiếm khi đau khổ, buồn phiền vì tình yêu. Tuy nhiên, chỉ cần có người kiên trì theo đuổi, đáp ứng yêu cầu về tính cách và phẩm chất của họ, thì rất có thể sẽ có được tình yêu của người sinh năm Rồng. Trong tử vi, Thìn và Dậu tạo nên một góc lục hợp, do đó Dậu được gọi là lục hợp quý nhân của Thìn. Tuổi Thìn nên tìm đối tượng kết hôn cầm tinh con gà để xây dựng hôn nhân bền vững, tốt đẹp. Người tuổi Thìn còn hợp với người tuổi Thân và tuổi Tý, ba cung hoàng đạo này tạo thành một góc tam hợp, là những con giáp thích hợp để kết hôn của người tuổi Thìn. Ngoài ra, đào hoa quý nhân của tuổi Thìn là tuổi Dậu, kết bạn với người tuổi Dậu, vận đào hoa của các chú rồng sẽ nở rộ. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Giáp Thìn 61 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho Giáp Thìn, có một năm mới, may mắn, bình an và giàu có. Tuổi Giáp Thìn có ngày sinh dương lịch từ ngày 13 tháng 02 năm 1964 đến ngày 01 tháng 02 năm 1965, cầm tinh con rồng, thiên can giáp, kết hợp với địa chi Thìn, mang ý nghĩa phục đầm chi lâm, rồng ẩn ở đầm. Giáp Thìn sinh năm 1964, mệnh hỏa, phúc đăng hỏa. Đối với nam mạng, năm 2024 là năm Giáp Thìn, chung với năm tuổi của mệnh chủ, vì vậy tất cả các yếu tố về thiên can, địa chi, ngũ hành bản mệnh đều được bình hòa, điều này dự báo một năm thuận lợi, ổn định với năm Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tổng quan năm 2024 của Giáp Thìn nam mạng có nhiều chuyển biến tích cực, mệnh chủ có cơ hội thực hiện những mong muốn, khát vọng của mình, gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Tuy vậy trong năm này, mệnh chủ cũng dễ vướng phải thị phi, tai tiếng. Nếu cư xử nóng vội, không đúng chuẩn mực, để các mối quan hệ được hòa hợp, nam mệnh chủ Giáp Thìn hãy lấy dĩ hòa vi quý làm phương châm sống. Trong 12 con giáp, người tuổi Thìn có nhiều ước mơ hoài bão, sống phóng khoáng và tốt bụng. Tuổi này khi làm việc thì sẽ cố gắng hết mình, sẵn sàng đón nhận thử thách, thích là người tiên phong trong việc gì đó. Năm 2024 tới, Giáp Thìn nam mạng hãy giữ năng lượng tích cực của mình trong công việc. Tuy nhiên mệnh chủ cũng nên hướng tới các phương án an toàn, thay vì mạo hiểm, như vậy cũng là để bảo vệ những thành quả mà trước đó nam Giáp Thìn đã gây dựng được. Nam Giáp Thìn sẽ không phải lo lắng nhiều về tình hình tài chính trong năm này, nếu biết thu chi hợp lý. Ở độ tuổi này, mệnh chủ cũng nên có những khoản tiết kiệm dự trù cho tương lai, sống giản dị để có tiền dư giả mỗi tháng, tránh những khoản vay mượn không cần thiết. Sống giản dị, khiêm tốn là đức tính đáng quý của con người, đặc biệt là trong đời sống vật chất như hiện nay. Nếu duy trì được điều đó, thì nam Giáp Thìn sẽ có cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Năm 2024 này, nam tuổi Giáp Thìn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình của mình. Là người lớn tuổi trong nhà, mệnh chủ luôn cư xử chuẩn mực, làm gương cho con cháu. Chính vì vậy, Giáp Thìn nam mạng nhận được rất nhiều sự tôn trọng, quý mến từ người thân xung quanh. Mệnh chủ là người ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho con cháu. Thời gian tới sẽ là lúc nam Giáp Thìn cần giải bày tình cảm nhiều hơn, để tình cảm gia đình được mặn nồng gắn kết. Muốn có một sức khỏe tốt trong năm 2024, nam mạng tuổi Giáp Thìn cần duy trì thói quen sống lành mạnh, ăn uống đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi điều độ, tập thể dục thể thao. Năm này nếu cơ thể không khỏe hoặc thay đổi bất ngờ thì mệnh chủ nên thăm khám kịp thời, chớ nên chủ quan. Đối với nữ mạng Giáp Thìn, tổng quan vận trình tử vi tuổi Thìn, sinh năm 1964 nữ mạng, trong năm 2024 có nhiều khả quan, người vẫn làm kinh doanh nếu chăm chỉ, cầu tiến thì sẽ buôn may bán đắt, gặt hái được thành quả nhất định. Người đã nghỉ hưu sẽ có cuộc sống an yên tự tại.
Trong năm 2024, nữ mệnh chủ sẽ có cơ hội gặp gỡ được nhiều bạn bè và các mối quan hệ trong cuộc sống. Năm này nữ Giáp Thìn có thể tham gia các hoạt động thiện nguyện, công đức, đóng góp cho cộng đồng. Như vậy cuộc sống sẽ có thêm nhiều niềm vui mới và ý nghĩa hơn. Tuổi Thìn nữ mạng là những người cởi mở, tính tình luôn thân thiện, tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác trong công việc. Mệnh chủ lúc nào cũng làm tốt vai trò của mình, vì vậy nữ Giáp Thìn sớm đã đạt được những thành quả nhất định khi còn trẻ. Bước sang độ tuổi 61, tuổi Giáp Thìn nữ chỉ cần duy trì những công việc trước đó của mình, không phải đối mặt với nhiều thách thức như trước đây. Bằng lòng với công việc và cuộc sống hiện tại, đó cũng là cách để nữ mạng tuổi Thìn 1964 sống hạnh phúc an nhiên. Năm 2024 là lúc nữ Giáp Thìn lui về sau để chứng kiến sự trưởng thành của con cái. Mệnh chủ không còn nhiều nỗi lo lắng về chi tiêu tiền bạc trong cuộc sống. Nhưng đây là thời điểm Giáp Thìn nữ mạng cần có những khoản tiết kiệm cho tương lai. Năm này, mệnh chủ nên chi tiêu nhiều hơn cho sức khỏe của mình, giảm các khoản chi khác không cần thiết. Những sản phẩm tốt cho sức khỏe nên dùng như các món ăn lành mạnh, rau sạch, thức uống, dinh dưỡng. Ở mỗi gia đình, người lớn tuổi có vai trò vô cùng quan trọng trong việc gắn kết các thành viên lại với nhau. Nếu nữ mạng tuổi Giáp Thìn trò chuyện chia sẻ với người thân nhiều hơn, tận hưởng khoảnh khắc gia đình sum vầy thì cuộc sống năm 2024 càng trở nên viên mãn. Bên cạnh đó, mệnh chủ hãy dành nhiều thời gian để hỗ trợ các con trong việc nhà, chăm sóc các thành viên nhỏ. Đôi lúc trong gia đình không thể tránh khỏi những quan điểm khác biệt giữa các thế hệ, nhưng nếu mệnh chủ chấp nhận sự khác biệt ấy thì mọi người sẽ càng thấu hiểu, yêu thương nhau hơn. Ở độ tuổi này, sức khỏe là tài sản vô giá đối với nữ mạng tuổi Giáp Thìn. Sức khỏe càng tốt, tinh thần càng minh mẫn thì mệnh chủ sống càng hạnh phúc. Hơn nữa, khi có một thể trạng tốt thì nữ Giáp Thìn sẽ chủ động hơn trong cuộc sống, không cần tới sự trợ giúp nhiều của con cái. Trong năm 2024 này, nếu cơ thể có dấu hiệu sa sút thì nữ Giáp Thìn 1964 nên thăm khám bác sĩ, đồng thời nên duy trì chế độ ăn uống khoa học, đủ các dưỡng chất cần thiết, nghỉ ngơi điều độ, ngủ đủ giấc, như vậy vừa nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người tuổi Giáp Thìn 1964. 1. Chọn tuổi hợp với Giáp Thìn 1964. Tuổi hợp làm ăn đối với nữ mạng Giáp Thìn. Giáp Thìn nữ mạng nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc sẽ thuận lợi hơn cho công việc làm ăn, đó là các tuổi Ất Tỵ, Bính Ngọ và Mậu Thân. Khi kết hợp với những tuổi này, mọi chuyện sẽ suôn sẻ, ít gặp trắc trở, thu về nhiều thành công và tiền bạc, mưu sự át thành, đại cát đại lợi. Nữ mạng Giáp Thìn không nên cộng tác làm ăn hay kết hôn với các tuổi xung khắc với mình, đó là Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mão, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Quý Mão và Đinh Dậu. Nếu kết hợp với những tuổi này, mọi chuyện sẽ gặp nhiều trắc trở, thua lỗ, thất bại, phá sản hay tình duyên giang dở, không được bền lâu. Gặp tuổi Đại Kỵ, mọi việc phải hết sức thận trọng và đơn giản. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi Đại Kỵ và vẫn muốn tiến tới hôn nhân, thì hai người không được tổ chức cưới hỏi linh đình, rầm rộ, mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám, sẽ có cơm may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm lập lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt xung kỵ và tránh được tai ương. Tuổi hợp làm ăn với nam mạng Giáp Thìn. Trong công việc, Giáp Thìn nam mạng nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc, sẽ giúp cho mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp khó khăn trở ngại mà tiền thì vào như nước, đó là các tuổi Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thìn, Tân Hợi và Nhâm Tý. Đàn ông Giáp Thìn không nên kết hôn hay cộng tác trong công việc với những tuổi xung khắc như Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mão, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Quý Mão và Đinh Dậu. Khi kết hợp với những tuổi này thì làm việc gì cũng thất bại, hao tiền, tốn của, tình duyên giang dở, không được lâu dài. Gặp tuổi Đại Kỵ thì mọi việc phải thận trọng và giản dị hết mức. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết là phạm tuổi Đại Kỵ và vẫn muốn tiến tới hôn nhân, thì không nên cưới hỏi linh đình, chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám, sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Còn nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt xung kỵ, tránh được tai ách. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích phúc tích đức, trời Phật sẽ phù hộ, tai họa sẽ được hóa giải. 2. Màu sắc hợp mệnh với Giáp Thìn 1964. Ý nghĩa các màu hợp với tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Màu đỏ là màu thuộc hành hỏa, là màu hợp mệnh hỏa, có ý nghĩa tương hợp,
Màu đỏ tượng trưng cho máu và lửa, lòng nhiệt huyết, sức mạnh và quyền lực. Màu đỏ đôi khi dưới ý nghĩa tiêu cực cũng là biểu tượng của chiến tranh, sự tàn khốc. Từ thời xa xưa, con người đã có những cảm xúc mãnh liệt cháy trong người và họ sợ hãi với màu đỏ khi nó gắn liền với lửa và máu, chiến tranh và sự hy sinh. Ngoài ra, màu đỏ đậm thường tượng trưng cho sự quyết tâm mạnh mẽ, phù hợp với những người lãnh đạo. Màu đỏ nhạt tượng trưng cho sự đam mê, hưởng thụ và sự nhạy cảm. Màu đỏ tím tượng trưng cho sự nữ tính, lãng mạn, tình yêu và tình bạn. Là một màu nóng, màu của máu và lửa, tượng trưng cho năng lượng thể chất, ham muốn và đam mê. Những người thích màu đỏ có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán, can đảm, táo bạo, nhiệt tình, bốc đồng, thú vị và hung hăng, có một niềm đam mê quyền lực khá lớn. Màu cam. Màu cam cũng là màu thuộc hành hỏa, là màu hợp mệnh hỏa, có ý nghĩa tương hợp. Màu cam là sự kết hợp của màu đỏ và màu vàng, đó là một màu tươi sáng và ấm áp. Nó đại diện cho lửa, mặt trời, vui vẻ, ấm áp và môi trường nhiệt đới. Màu cam mang đến sự vui tươi, phấn khởi, là biểu tượng cho sự nỗ lực, sáng tạo và cuốn hút. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, sử dụng đồ vật màu cam có thể tăng tính tư duy và sáng tạo, giúp đạt hiệu quả cao trong công việc. Màu tím. Màu tím cũng là màu thuộc hành hỏa, là màu hợp mệnh hỏa, có ý nghĩa tương hợp. Màu tím là sự pha trộn giữa màu đỏ và màu xanh, màu sắc đẹp để thưởng thức và tạo ra từ hai màu tuyệt vời, xanh và đỏ. Thường thì màu tím có liên quan đến sự sang trọng, sức mạnh, trí tuệ, sáng tạo và ma thuật. Màu tím tượng trưng cho sức mạnh, quyền uy, giàu có và thèm khát. Trong nghệ thuật, màu tím là màu của sự sáng tạo và huyền bí. Đây là màu sắc ít thấy trong tự nhiên. Màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây là màu thuộc hành mộc, là màu tương hợp với mệnh mộc. Xanh lá cây hay còn gọi là xanh lục, là màu sắc đại diện cho cây cối núi rừng. Nó không chỉ mang ý nghĩa như một màu sắc đơn thuần, mà hơn cả, nó còn là biểu tượng của sự an toàn, tượng trưng cho sức sống, màu mỡ, mát mẻ, trong lành, hòa bình và phát triển. Màu xanh tạo cảm giác dịu nhẹ cho mắt và truyền tải thông điệp hòa bình đến người đối diện. 3. Phật độ mệnh của Giáp Thìn 1964. Quý bạn Giáp Thìn nên sử dụng vòng tay đá phong thủy hoặc đeo Phật bản mệnh. Những vật phẩm này có tác dụng cải thiện vận khí cho chủ nhân, gia tăng sự may mắn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Tuổi Giáp Thìn 1964 được Phật Phổ Hiền Bồ Tát hộ mệnh, mang mặt Phật bản mệnh Phổ Hiền Bồ Tát bên mình, tựa như có lá bùa may mắn trong tay, giúp thân chủ an nhiên tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công. Tuổi Giáp Thìn 1964, mệnh hỏa, nên chọn mặt Phật làm từ đá mã não đỏ, hành hỏa, là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn mặt Phật đá thạch anh xanh, hành mộc, bởi vì mộc sinh hỏa, cũng rất tốt cho bản mệnh. Một lựa chọn khác là đeo vòng tay đá phong thủy tự nhiên để giữ nguồn năng lượng thuần khiết của vũ trụ bên mình, giúp gia tăng vượng khí, từ đó may về tiền bạc, sức khỏe và hạnh phúc sẽ đến với thân chủ. Tuổi Giáp Thìn 1964 nên chọn các loại vòng tay đá màu đỏ, hồng, tím, thuộc hành hỏa, đây là màu tương hợp với bản mệnh. Chọn vòng tay màu xanh ngọc, xanh lá cây thuộc hành mộc, đây là màu tương sinh với bản mệnh. Quý vị thân mến, tuổi Giáp Thìn 1964 đang đứng bên kia sườn dốc cuộc đời, nhất định có ba đại kỵ nên đề phòng, để vận trình còn lại bình an và hạnh phúc, làm gì để bạn về già vẫn minh mẫn. Kiểm soát cholesterol và huyết áp ổn định, bỏ hút thuốc, uống rượu vừa phải, duy trì hoạt động tình dục làm giảm sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi, bộ não thay đổi theo tuổi tác, cả về kích thước và cấu trúc, những thay đổi này thường ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của não, ghi nhớ, học tập, suy đoán, giao tiếp. Theo thời gian, dưới đây là cách để não nhạy bén, linh hoạt khi già đi, kiểm soát mức cholesterol, huyết áp, cholesterol và huyết áp cao, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, góp phần phát triển bệnh mất trí nhớ. Theo nghiên cứu công bố năm 2021 của Trường Đại học Stockholm, Thụy Điển, trên hơn 1.900 người, sức khỏe tim mạch tốt, giúp đường huyết, cholesterol và huyết áp ổn định, cùng với đó duy trì cân nặng hợp lý, có liên quan đến chức năng nhận thức tốt hơn. Ăn uống lành mạnh. Đánh giá năm 2021 của Trường Đại học E. Miami Miller, Mỹ, dựa trên 96 nghiên cứu, cho thấy ăn thực phẩm chứa nhiều vitamin E, B và axit béo, omega 3, cải thiện chức năng nhận thức, tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, tác động tiêu cực đến trí nhớ và các chức năng khác của não. Người lớn tuổi nên ưu tiên thực phẩm lành mạnh như rau lá xanh, quả mọng, cá. Ăn theo kiểu địa Trung Hải, gồm rau, dầu ô liu và axit béo, omega 3 từ cá, có lợi cho não, chế độ ăn đạt với nhiều trái cây,
rau, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, không có hoặc ít chất béo, cũng tốt cho não và sức khỏe tổng thể. Không hút thuốc, uống rượu chừng mực. Nghiên cứu công bố năm 2022 của Trường Đại học Oxford, Anh, trên hơn 20.000 người, cho thấy tiêu thụ rượu trên 7 đơn vị mỗi tuần, làm lượng sắt trong não cao hơn, dẫn đến nhận thức kém hơn, 7 đơn vị rượu tương đương với lượng 4 chai bia hoặc 3 ly rượu vang tiêu chuẩn. Theo Hiệp hội Alzheimer, Mỹ, hút thuốc và uống rượu quá nhiều đều làm tăng nguy cơ mất trí nhớ, bỏ hút thuốc và uống rượu vừa phải để giảm nguy cơ này. Uống rượu vừa phải là mỗi ngày, tối đa 2 ly đối với nam và 1 ly đối với nữ, 1 ly tương đương với 355ml bia, 235ml rượu mạch nha, 148ml rượu vang hoặc 44ml rượu trưng cất. Tập thể dục thường xuyên, hoạt động thể chất thường xuyên, duy trì lưu lượng máu đến não và giảm nguy cơ huyết áp cao, có liên quan đến chứng mất trí nhớ. Nghiên cứu công bố năm 2020 của Trường Đại học Valencia, Tây Ban Nha, trên hơn 160.000 người, cho thấy người lớn tuổi hoạt động thể chất thường xuyên, có thể trì hoãn mất trí nhớ, người tập thể dục đều đặn, cũng giảm 45% nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Kích thích trí não, theo Hiệp hội Alzheimer, Mỹ, công việc kích thích tinh thần và thực hiện các hoạt động khác liên quan đến trí não, giúp xây dựng khả năng dự trữ nhận thức, khả năng hoạt động tốt trước các bệnh về não hoặc các thách thức khác. Học những kỹ năng, công nghệ mới, ngoại ngữ, giữ cho đầu óc luôn hoạt động, giảm hoặc trì hoãn thay đổi về nhận thức liên quan đến lão hóa não. Vâng, cảm ơn quý vị đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị cùng toàn gia trung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.